Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Hey, trời đất ơi, đứng ở đây nhìn xung quanh mà không thấy một viên kim cương nào hết vậy trời đất ơi. À, trời ơi bạn ơi, hôm nay bạn Sammy bảo với mình là Sammy muốn đi shopping, Sammy muốn mua quần áo mới mà Sammy không có tiền. Thế mình thấy thương Sam quá, mình mới quyết định là đi kiếm kim cương để gọi là kiếm ít tiền cho Sam đi mua quần áo. Tại vì trên đời này Phong là thương Sam nhất trên đời mà, bạn hiểu mà đúng không? Đấy, chứ vậy cho nên Phong đi kiếm kim cương. Mình từ sáng giờ không thấy viên kim cương nào, toàn là thấy cục than đồ không mà. Trời mà than này bán đâu được nhiều tiền đâu. Ơi, khổ ghê luôn. Wow, còn cái gì đây? Kim cương, trời ơi bạn ơi, cầu đường ước thấy. Trời, chắc là ông trời trên cao nghe rằng là mình gọi là muốn tìm kim cương để mua đồ cho Sam. Ông trời hãy thương mình quá cho nên tặng mình kim cương rồi đó bạn. Hay tự, tại sao ở trên mặt đất lại có kim cương ta? Bình thường phải xuống dưới hang mới có chứ nhờ. Thôi kệ đi, có thì cứ lấy đi, thắc mắc gì nhiều đúng không bạn? Ui, kim cương thiệt luôn nha. Trời ơi, đã quá, lấy hết, trời ơi, xịn. Ui, bên dưới cũng có nè, đào hết luôn. Ê, ui, cái gì? Ui, trời ơi, bạn ơi, may quá, mình bị rơi dưới này bạn ơi. Tôi tưởng là cái hố này là hố lava, thôi chết tôi luôn rồi. Ai, khổ ghê luôn á, chơi Minecraft bao nhiêu năm mà vậy mà có mỗi cái việc đào kim cương thôi mà cũng bị rơi dưới này nữa. Ui, sao mệt ghê. Thôi để kiếm xung quanh này có kim cương không ta. Hello, what your name? Ê, cái gì vậy? Ôi trời, ôi bạn ơi, hình như cái con này là con Hickey đúng không bạn? Ê, cái gì vậy, cái gì vậy? Hickey trong truyền thuyết, oh my god. Ủa mà khoan từ, tại sao trong Minecraft lại có Hickey? Tôi nhớ là tôi đang chơi Minecraft chứ đâu có chơi gọi là Puppy Playtime đâu, mà tại sao lại có gọi là Hickey trong này? Trời, bạn ơi, đang đuổi mình nè bạn. Oh my god, không xong rồi. Không được, mình phải tìm cách để mình thoát cái thôi. Trời, giật hết cả mình. Ôi, ê, đừng đuổi tôi nữa, đừng đuổi tôi nữa. Trời, rơi xuống dưới lại, leo lại. Ây à, anh ơi, anh gì đó ơi, tha cho em. À nhầm, anh thích ghê ơi, tha cho em, thích ghê. Leo trên bạn ơi. Đào. Ui, đừng đuổi theo tôi. Chạy thôi bạn ơi. Ôi, may quá, may quá. Trời ơi bạn. Ui, nó leo trên đây rồi nè. Oh my god, nó đang nhìn mình kìa bạn ơi. Chạy ơi. Ui trời, chết rồi bạn ơi, kiểu này là con Hickey. Hickey nó đã xuất hiện ở trong Minecraft rồi. Thế nào nó cũng đuổi theo mình về làng Hello Team thôi. Trời ơi, sau lưng mình kìa bạn ơi. Oh my god, không xong rồi. Đúng rồi, mình phải kêu Sammy. Mình phải thông báo chuyện này cho Sammy biết. Và hai đứa mình sẽ cùng nhau xây nhà an toàn để chống lại con Hickey này mới được. Để gọi là tiêu diệt nó, bảo vệ mọi người trong làng Hello Team. Chứ không thôi là không xong đâu. Ui, chạy thôi. Ui, nó đang sau lưng mình, nó đang đuổi mình các bạn ơi. Oh my god, trên kia. Ui, sợ quá, chạy đi. Ôi gà ơi, chạy đi, con Hickey kìa gà. Chạy nhanh đi gà, trời ơi, chạy. Ba mẹ ơi, không xong rồi các bạn ơi. Trời ơi, không ngờ cũng có ngày con Hickey nó đã vào trong làng Hero Team và nó đến để nó bắt mình hay sao á. Chắc là bởi vì nó thấy mình cũng có bầu xanh giống như nó, mà thấy mình đẹp trai hơn nó cho nên bắt mình á. Sam ơi, tôi sắp bị bắt rồi à, sợ quá. Mình nghĩ đâu vậy, trời ơi, nó tưởng là đồng loại của nó. Nghĩ sao mà nghĩ ông là đẹp trai mày ơi. Không phải đâu. Nó ganh tị với sự đẹp trai của tôi á, cho nên là nó muốn bắt tôi á, hiểu không? Bây giờ trời tối rồi nè, tí nữa thế nào cũng tới với bà coi. Nhưng mà trước tiên á nha, Phong sẽ gọi là review về cái nhà an toàn này cho mấy bạn fan cùng với Sammy biết cái nhà an toàn của Phong nha. Được rồi, bây giờ à, đầu tiên á thì Phong đã xây một cái bẫy ở đây rồi. Sam thấy cái bẫy nào không? Không thấy gì đâu, trời, có gì đâu. Nè, làm sao mà thấy được. Bởi vì á là chỉ có một mình Phong mới biết đó là cái bẫy gì thôi bạn ơi, bạn xem này nha. Đây nè, Sam lại đây. Bây giờ nha, tôi đếm 1 2 3 là cái bẫy xuất hiện cho Sam coi nè. Sam đứng ở đây đi, Sam đứng ở đây đi. Đứng ở đây. Rồi, ok. Rồi, 1 2 3. Cái gì vậy? Đó, mấy bạn thấy chưa? Cái bẫy của Phong hơi bị hay luôn nha. Bạn xem nè đây, cái cục đất này nè, nó tự nhiên đưa xuống này, thấy không? Đó, là nó sẽ mở ra một cái hố lava ở bên dưới và con Hickey nó sẽ bị tấn công. Ủa đâu? Ủa gì? Ta lớn. Rồi xong, Sammy đứng ở trên đây, xong Sammy bị rơi nói chung với nó luôn bạn ơi. Cái bẫy gì mà vô chân vậy? Ghê không, cái bẫy này á là Phong gọi là suy nghĩ dữ lắm mới ra được á. Đó, ui, quay. Ui trời ơi, xém nó chết. Trời ơi, mày ghê trời. Ok rồi, đóng xuống nè. Con Hickey á, nó không có thông minh đến nỗi à biết được cái này là cái bẫy đâu Sam ơi. Cho nên thế nào nó cũng sẽ bị lọt xuống cái hố lava mà thôi. Trời ơi, ghê. Ủa mà còn có cái bẫy nè thôi, sao bắt nó được? Trời ơi, không thể nào mà chỉ có một cái bẫy được. Sammy này không biết gì hết trơn. Đi theo Phong nè, bây giờ á tôi sẽ mở cửa ra. Đây, vô nhà.
Ví dụ như bây giờ á, con hất ghi nó vượt qua được cái bẫy của Phong đi, thì Phong còn một cái bẫy khác nữa. Đây, ở chỗ này nè, Phong có chuẩn bị rất là nhiều rương luôn. Phong đố Sam với bạn fan cái rương này để làm gì á? Đố Sam á. Rương nãy hả? Để tôi nhìn coi. Trời ơi, dễ ồn, con nít cần biết nè. Tôi nói cái chúng phát luôn. Cái gì? Không? Cái gì? Cái rương này là để chìa khóa, xong rồi mình lấy chìa khóa mình mở cái cửa này, đúng không? Kiểu trời dễ ơi, thông minh. Đúng rồi, các bạn nào đón được cái rương này để tìm chìa khóa không đã. Nhưng mà đây không phải là một cái rương bình thường mấy bạn ơi. Để Phong nói cho Sam nghe nè nha, những cái rương này không phải là cái rương bình thường đâu. Bây giờ Sam thử mở cái rương nào ra thử đi. Đây tôi xem coi. Trời ơi, tôi nhìn phát biết rương rồi. Tôi đứng từ xa để xem coi. Đó, chọn đi. Thích ra cái này chắc luôn. Đứng đây là có lý do đúng không? Rồi, vậy không? Mở thử đi. Rồi, đây coi. Ôi trời ơi. Đó, thấy không? Cái rương này không phải cái rương bình thường đó bạn ơi. Cái rương này mấy bạn mà đụng vô ha, là bạn sẽ bị một cái xong đăng xuất khỏi trái đất luôn. Rồi sao thử kiếm thử cái rương khác coi sao. Trời trời, cái gì mà dữ vậy? Khó vậy? Đúng rồi, thử kiếm đi. Cái này gần cửa là có. Đó, ghê chưa, ghê chưa. Con hất ghi á nha, con hất ghi nó vô đây á, thế nào thì nó cũng sẽ bị gọi là chính những cái rương này. Nó sẽ chọn một trong những cái rương này mà thế nào nó cũng sẽ bị tiêu diệt với bạn ơi. Và cái rương thật nó nằm ở đây nè Sam. Đây chỗ này nè. Đâu? Ủa sao tôi cũng chọn sai ta? Ủa gì kỳ vậy? Sao tôi là chủ của cái này mà tôi vẫn chọn sai vậy? Rồi xong tới thui rồi. Ủa cái rương này ta, ủa sao tôi quên tiêu rồi? À đúng rồi, cái rương này. Cái gì vậy ta? Ủa vậy là cái rương nào sao tôi quên mất rồi nhà? Rương này đúng không? Ủa cũng không phải luôn. Ủa gì kỳ vậy? Rồi trời ơi, mình nhớ rồi bạn ơi, đó là cái rương này nè. Trời ơi là trời, cái rương này có đặc biệt nè. Đó, gần chết luôn hà. Nhưng mà tất nhiên rồi, Sam ơi, Sam không biết gì hết trơn á. Bây giờ nha, ví dụ giờ mình lại mình mở cái rương này ra để mình lấy cần gạt đi, thì chắc chắn con Husky nó sẽ biết rằng là cái rương này sẽ có cần gạt đúng không? Không được, không được. Cho nên Phong đã có một cái này rất là hay nè. Sam thử lại gần cái cửa coi. Sam lại gần cái cửa coi. Đó, rồi. Sao thấy cửa bình thường đúng không? Rồi coi Phong nè, Phong lại gần cái cửa nè. Hey. Đó, cửa mở ra luôn, ghê chưa? Tôi biết rồi, quét mã đúng không? Đây, đúng rồi, thấy ở chỗ này không? Ở chỗ này nó có cái khuôn mặt của Phong nè. Bây giờ nó chỉ mở cửa khi nào nó thấy được Phong thì nó mới mở cửa. Bạn thấy mình ghê không? Đây, coi mình nè, coi mình nè. Hey. Hay vậy? Đó, rồi chưa vô. Chưa vô, nhanh. Sam ơi, Sam chậm chạp quá rồi, vô. Cái cửa quét mã vạch đã xịn vậy. Ghê không, mà mình vô đây xong á nha, Phong có để cái camera để mình xem con Husky nó có kiếm được cần gạt coi không á. Ôi nhưng mà, khoan Sam ơi, ví dụ như con Husky nó vẫn kiếm được cần gạt thì sao? Thì, ủa mà thì sao, hỏi tôi chi tôi không biết, rồi giờ sao? Thôi thì nó sẽ bắt bọn mình nữa chứ sao, cho nên chúng ta sẽ đến với cái bẫy tiếp theo. Ủa? Cái gì đây? Đố mấy bạn biết cái bẫy này là cái bẫy ở trong gọi là phim gì á? Đố bạn biết á, trời sao biết cái bẫy này trong phim gì không? Bẫy nhìn con quen mà tôi quên rồi, không nhắc tôi đi. Trời ơi, có vậy mà cũng quên nữa. Các bạn nào biết không? Các bạn nào thông minh hơn Sam biết được cái bẫy này trong phim nào không? Trời ơi, đây chính là bẫy trong phim Squid Game. Biết không? À, nhớ rồi, Squid Game chọn đúng không? Chọn gọi là chọn cái đường đúng không? Rồi bây giờ Sam thử chọn đi, Phong sẽ quay cho mấy bạn xem coi Sam chọn đúng đường nha. Tôi chọn chúng phát luôn nè, từ một nè. À, đường bên phải là đường em nên đi đó, đây bên phải đó. Bên phải nè, rồi xong luôn đấy, rồi xong tiếp theo đó, sai bét về đây để không spam boy chỗ này. Rồi ok, rồi bây giờ Sam nhảy đi, Sam nhảy tiếp đi. Thôi không chơi đâu, trò chơi này kỳ quá. Rồi tiếp, rồi chọn tiếp đi. Đây, ôi thông minh, rồi chọn tiếp đi. Đây. Đây. Thông minh của ta. Rồi tiếp. Nhìn lén có được không ta? Nhìn lén được không ta? Không nhìn lén được đâu, Phong che lại hết rồi. Chọn đi, nhanh lên. Bên nào? Ui. Thông minh dữ ta. Rồi tiếp. Thật, bên này thế nào đi liền xong rồi mình chéo xong mình nhảy liền đấy hả? Hay là bên này ta? Quanh tù xì ra cái gì ra cái này. Ui, thông minh. Rồi tiếp. Rồi, hai cái liền rồi. Lỡ ba cái liền sao? Đúng ta. Ba cái liền đúng không? Bà tự chọn đi, sao Sam hỏi tôi trời. Thôi bên này đi. Rồi xong rồi, trời ơi, Sammy chọn đúng được mấy cái rồi, cuối cùng vẫn thua bạn ơi, kỳ ghê á. Này đúng rồi. Ủa gì vậy? Ủa trời ơi. Trời ơi, vậy Sam? Hồi nãy bà chọn đúng mà sao giờ bà lại chọn sai vậy Sam? Tôi lộn thôi. Rồi bên nào còn nhớ không? Bên nào ta? Bên nào?
À đây. Ôi có vậy cũng quên rồi, mấy bạn fan chắc chắn biết rồi. Đó, hay quá rồi, thấy không? Sammy cũng thông minh đó bạn ơi, nhưng mà con Husky mình nghĩ chắc nó không thông minh đến cỡ đó đâu. Nhưng mà khoan, không có một cái bí mật ở đây muốn cho Sam biết nè. Sam qua đây, Sam qua đây. Qua đây. Ôi, bắt tôi quay lại tôi vô chết đường không ta? Chết rồi, đây. Đây, đây. Đây, đây, đây. Đó. Thông minh quá. Đây, ở chỗ này nè, Phong có để một cái bí mật. Nếu con Husky nó nhìn thấy được thì chắc chắn là nó sẽ biết được đường qua. Đây, Sam nhìn nè, ở chỗ này nè có hai ngôi sao, thấy không? Ngôi sao Sam chỉ cần đưa cái con chuột cái giống ngôi sao này, nó sẽ hiện cho Sam cái đường đi nè. Trái, trái, phải. Trái, 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 phải. Đó, thấy không? Khóa ra đây hả? Trời ơi, tôi khẩu bên cạnh mình luôn. Nè, coi không nè. Trái, trái, phải. Trái, 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 phải. Đó, thấy không? Ghê không, ghê không? Không biết được, không biết được cái bí mật này luôn á, tại vì nó biết đọc không? Đúng rồi. Con Husky làm sao nó biết đọc chữ được, cho nên là nó sẽ không biết được gọi là cái đường để qua đó bạn ơi. Đấy, không để cái chỗ đó là để chúng ta lỡ chúng ta quên đường chúng ta sẽ coi cái bảng đó, hiểu không? Đấy, ok. Rồi. Cái ta. Bây giờ tiếp theo nè, bây giờ ví dụ như bây giờ con Husky nó vẫn vượt qua được cái bảng này thì sao? Thì sao? Oh my god. Oh my god. Sợ quá, sợ quá. Không biết. Đây, thì bây giờ Sammy hãy qua đây, Sammy qua đây. Đây, ví dụ giờ Sammy sẽ đóng vai là con Husky nha. Rồi ok, Phong sẽ đóng vai là Phong nè. Rồi ok. Sao thử chạy qua đi. Tao là Husky đây. Husky nè. Ôi trời ơi. Ghê chưa, ghê chưa. Bạn ơi, bạn nhìn nè, ở chỗ này là một cái hố có rất là nhiều những con này là con gì ta? Con này là con rít hả ta? Ừ đúng rồi, con rít. Con rết, con rết. À đúng rồi, con rết. Con rết tôi đọc nhầm thành con rít mấy bạn ơi. Đó, con rết nè các bạn nha. Con đóng lại đi ghê quá, nó cắn tôi nè. Tôi không đóng lại được Sam ơi, tại vì nó nằm ở hai bên, sao tôi đóng lại được. Nói chung á bạn, là bây giờ con Husky nó mà rơi xuống đây nha là nó sẽ bị mấy con rết này cắn và sau đó ăn thịt. Không phải đảo ơi, vượt được đâu à. Cắn cái luôn Phong, cắn cái chạy nọc luôn á. Trời ơi, đúng rồi, cắn cái là chết queo luôn á. Đó mấy bạn ơi, và bây giờ Phong còn thêm một món bí mật ở sau lưng của Phong nữa. Nhưng mà cái vũ khí bí mật này một tí nữa Phong sẽ bật mí cho bạn biết sau nha. Đó, nếu như con Husky nó vẫn vượt qua được cái bẫy gọi là mấy con rết này của Phong á, thì Phong sẽ còn thêm một cái bẫy cuối cùng. Và bạn nào biết, muốn biết cái bẫy đó là bẫy gì thì hãy xem đến cuối video nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chờ con Husky nó đến chỗ của mình thôi nào. Let's go. Ủa cái gì kỳ vậy ta? Tính ra bây giờ là 3 giờ đêm luôn rồi mà sao vẫn chưa thấy con Husky nó tới vậy? Ủa Sam ơi, Sam có biết địa chỉ nhà Husky không? Tôi hoặc là số điện thoại không? Tôi gọi điện kêu tới coi sao lâu vậy? Trời trời, ông nhìn mặt tôi coi tôi biết không? Trời trời, Facebook đó tôi gọi Facebook ủng hộ gì? Trời ơi, có Facebook gì ông gọi Facebook quay? Sao mà kỳ vậy ta? Lâu quá không thấy Husky nó tới. Ủa sao? Nhìn kìa. Cái con bên kia phải là Husky không vậy? Cái cục mà xanh đó là nhìn như Husky á Phong, ghê quá. Ôi trời, bạn nhìn kìa, hình như bên kia là con Husky kìa bạn. Đây để mình gọi nó tới nha bạn nha. Husky ơi, Husky ơi, tao bên này nè. Qua đây Husky ơi, qua đây chơi với bọn tôi nè. Ui, nó chạy chỗ mình kìa. Sao nó chạy chỗ mình kìa? Ghê quá. Ôi, bình tĩnh. Đây, từ cứ bình tĩnh cho nó lại gần đi. Phong sẽ bật cái bẫy lên. Hey, đó. Dính cái bẫy liền. Rồi. Thấy chưa Sam ơi, ghê chưa. Trời ơi, nó rơi xuống dưới sao nó tan biến rồi. Sam ơi biến mất. Ủa gì kỳ vậy, sao vẫn còn bên này vậy? Ủa gì kỳ vậy? Ôi trời ơi, thôi không sao đâu, sao không sao, yên tâm, có Phong đây, Phong sẽ bảo vệ cho Sam. Ê, có hết đi kìa, ta nói cho ngươi biết nè, ngươi hãy mau đầu hàng đi, ngươi không thể nào mà vượt qua được gọi là cái bẫy lava này của ta đâu, bởi vì cái hố lava sâu lắm đó, rơi xuống dưới là thành hết đi nướng luôn, nghe chưa? Ôi trời ơi. Đúng rồi đó, đi về đây. Ủa nó chọi gì vậy? Ủa nó chọi gì người à? Thuốc hả? Ủa nó chạy thuốc. Ôi vậy? Ui. Ôi Sam ơi, hình như là nó chọi thuốc gọi là gì ta, kháng lửa trong người nó. Sao Sam bây giờ nó không bị gì luôn kìa. Nó bơi dưới lava luôn kìa Sam ơi. Sao con này nó khôn vậy? Nó yêu quái mà. Ui giời ơi, ui không sao, sao cái hố này cao lắm, nó không có leo lên được Sam ơi. Trời nó không leo lên được. Mày quá, mày quá. Ôi bà ơi, cái gì vậy? Nó đào đất để nó leo lên kìa Sam ơi. Nó chết rồi, chạy nhanh lên. Đi. Đóng cửa lại. Trời ơi mấy bạn ơi, mình không ngờ con Husky này thông minh đến vậy luôn bạn. Nó biết sử dụng thuốc kháng lửa nè, để nó không bị cháy trong lava, sao nó biết đào đất nó leo lên nữa. Ok Sam, bây giờ mình qua bên căn phòng này đi, nhanh lên. Qua đây. Khóa cửa lại. Khóa cửa lại rồi. Ui tôi thấy Husky bên ngoài kìa Sam ơi. Đây, để tôi lấy camera tôi check thử coi nó có vô trong đây chưa nha. Ok, lấy camera nè. Rồi check nè. Rồi ok. Ui tôi thấy cái chân nó kìa Sam. Để xíu. Đó, nó đang vô kìa. Yeah, rồi. Ủa nó vô rồi.
Sam yên tâm đi, nó không biết cái rương nào là rương thật, rương nào là rương giả đâu, thế nào nó cũng bị tiêu diệt cho mà coi. Sao? Ui, nó chạy vào chỗ mình kìa. Tôi chọn cái đầu tiên là tôi chết chắc luôn, con này chắc chắn nó thua rồi. Ôi, tôi thấy nó cứ ghê ghê thế nào Sam ơi, nhưng mà hình như nó không biết là nó phải tìm rương hay sao Sam. Sam ơi, nó mới mở cái rương xong nó té chết queo luôn. Trời ơi bạn ơi, con hít kia dễ nướp ghê luôn các bạn. Nó đi vòng vậy mà nó cũng không biết là tìm chìa khóa trong cái rương nữa. Trời ơi, nướp dễ sợ. Ok, xem tiếp ở đâu rồi. Ở đây nè, đây nè. Trời ơi, nó lại thấy mà không, tôi nói rồi. Nó mở rương xong chết tiếp kìa Sam ơi. Rồi ok, tiếp coi. Nó mở thêm cái rương chết nữa nè. Trời ơi, bắt cười dễ sợ chứ mọi người ơi. Kiểu này chơi chắc không có gì. Quá là dễ luôn. Ui, nó chết tiếp rồi. Trời ơi. Kia thôi chịu thua đi, đừng có kiếm nữa, càng mở rương càng chết. Ê, nó đang tức giận hay sao kìa Sam, nó nhảy kìa, nó tức giận kìa. Trời ơi, không cay mới lạ, gặp tôi cay quá chạy đất luôn á Phong. Ok, vậy coi như là mình thắng rồi Sam, bây giờ nó không qua đây được đâu, yên tâm đi. Ủa, nó làm cái gì vậy? Leo gà, đồ gà. Ui, ôi Sam ơi. Gì vậy? Hình như là nó đang leo trên mấy cái rương xong nó đập bởi cái rương rồi Sam ơi. Ủa, sao khôn vậy? Gì khôn vậy? Ui. Sao anh nhìn trên kia hình như ôi trời ơi, cái con này nó chuyển qua, nó thông minh hơn rồi các bạn ơi. Nó không mở rương nữa mà nó quyết định là nó dùng cái chân của nó đạp cho bể cái rương luôn. Ôi trời ơi. Trời ơi, kiểu này là nó khôn tôi luôn. Tôi kiểu không này biết mà. Kiểu này thế nào rồi cũng sẽ tìm được cần gạt thôi, không xong rồi. Trời ơi. Đạp kìa. Đừng đập nữa. Ôi rồi xong cái rương cần gạt kìa. Rồi xong nó tìm được rồi, cần gạt rồi. Xong Phong ơi. Ui nó đang qua kìa. Đang qua sao ơi. Chạy. Đi qua đây. Ui đâm lại. Tôi đập mật khẩu tôi quên rồi. Ok. Không xong rồi bạn ơi, con hít đi, thông minh quá. Nó đã tìm được cần gạt rồi, thế nào nó cũng sẽ chạy qua đây để bắt bọn mình thôi. Bây giờ bọn mình phải vượt qua được cái này. Ok rồi, để xem coi. Mật khẩu à. Trái phải. Ok rồi, bây giờ tiến ra từ nhảy này nè. Theo nhảy theo Phong nè. Trái phải. Rồi ok, bên đây được nè. Ui, trời ơi bạn ơi, may quá trời quá đất luôn á. Bây giờ bọn mình nhảy bên đây nè, bây giờ mình sẽ đứng ở đây. Bọn mình đợi nó tới. Ok. Ui nó qua kìa Sam ơi. Ui, con hất kia này. Không có sợ. Trời ơi. Con hất kia. Ta nói cho ngươi biết nè, ngươi có bao giờ xem phim Squid Game chưa? Chắc chắn là chưa đúng không? Tại vì ngươi là quái vật, làm sao ngươi xem phim được? Bây giờ á, ta nói cho ngươi biết, ngươi phải chọn một trong hai đường. Nếu như ngươi chọn sai, ngươi sẽ bị rơi xuống dưới. Ngươi chọn đúng thì ngươi mới qua đây được. Bây giờ ngươi có dám qua đây được không? Thách ngươi luôn á, quay thử coi. Sam ơi, nhìn cái mặt của nó ngu ngơ khù khờ khi mà nó không biết đường đi kìa. Sam ơi, tội nghiệp quá à. Ai, hết cây ơi, muốn bắt được bọn ta hả? Nhảy qua đây đi. Nhảy qua đây đi. Ui. Ui. Ôi, nó rơi xuống dưới kìa. Trời ơi, chết queo. Ui, nổ luôn kìa. Ok. Hết cây ơi, sai rồi. Đường bên đó sai rồi. Bây giờ nhảy lại đi. Ờ, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Rồi biết đường nào nữa không? Nhảy đi. Rơi xuống tiếp kìa. Rồi xong, chết queo tiếp. Trời ơi, quá đơn giản rồi Sam ơi. Sam ơi. Xém nữa bà đẩy tôi rơi xuống dưới chung với nó luôn á, bà đừng có đẩy tôi chứ sao. Ok. Trời ơi, tôi sợ, tôi núp sau nách ông nè, không thấy ông, tôi yên tâm, đi, nó lại rơi tiếp trong coi. Ái, nó rơi tiếp kìa. Chết queo. Trời ơi. Mấy bạn ơi, mấy bạn thấy không, con hết ghi này mình đã nói rồi mà, nó là quái vật cho nên không bao giờ thông minh được bằng mình và Sammy đâu, thế nào cũng sẽ không qua được đâu. Đúng rồi. Hey, chết hoài, chắc là nó cũng nản thôi, thế nào cũng không qua sao vậy. Ủa làm gì vậy? Ui, nó chọi gì vậy? Ui, Sam ơi, hình như là con hất ghi này nó bứt lông của nó xong nó chọi lên trên mấy cái tấm ván để nó tìm đường Sam ơi. Ủa vậy là nó sẽ biết đường nào rồi, Ủa no. Chết rồi, ba một tay thua rồi. Sao cái con này nó thông minh hơn con người luôn á Phong, tôi thấy nó càng ngày càng khôn hay sao ấy. Ui, nó bứt lông của nó chọi bên đây để tìm đường kìa bạn ơi. Đi. Ba ơi, giờ sao vậy? Ui thôi xong rồi, nó qua tới đây rồi Sam ơi. Chạy. Đi qua đi. Ghê quá. Không sao. Yên tâm đi Sam. Con Husky này á, con Husky này có thể vượt qua được mấy cái bẫy kia, nhưng mà tôi nghĩ cái bẫy không vượt qua được đâu. Bên này là con rết khổng lồ mà, yên tâm đi, nó sẽ không qua được đâu. Husky, nhìn ta nè. Con Husky kia, ta nói cho ngươi biết nha, ngươi đừng có tưởng là mấy cái bẫy vừa rồi ngươi vượt qua được là ngươi hay. Ta còn một cái bẫy kinh khủng hơn nè, có giỏi thì chạy qua đây đi. Quay thế nào? Đúng rồi, bắt tụi tôi đây. Qua đây. Ủa nó chạy qua kìa. Mở cửa. Ây, thấy chưa, rơi xuống dưới kìa Sam ơi. Ui, nhìn kìa.
cái con hết kia nó đang bị mấy con rết cắn. Trời ơi, rồi xong chết queo luôn. Trời ơi, mấy con rết này kinh khủng quá bạn ơi. Ui, tính ra con rết này nha, nó to. Con hết kia nó chạy sao? Hết kia nó chạy ra kìa. Ở đây dưới rồi. Rồi bạn ơi, bạn thấy không? Tính ra hả nha, là mấy con rết này nó to hơn con hết kia gấp mấy lần luôn á bạn. Trời ơi, nhìn nó dài mà nó to hơn con hết kia luôn á. Hết kia ơi, sợ chưa? Sợ chưa? Bây giờ ngươi mà rơi xuống dưới là ngươi chỉ có thể làm mồi cho mấy con này thôi chứ không thể nằm qua bên đây được đâu. Đúng thôi rồi. Được rồi. Chịu thua đi, chạy về nhà khóc với mẹ đi chứ đừng ở bên này. Ủa làm gì? Làm gì? Ôi. Ô, trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái con này nó làm rít nữa mà ăn kìa. Con hết kia này nó biết phun lửa luôn bạn ơi, nhìn kìa. Oh my god. Ui chết rồi Sam ơi, tôi không ngờ là con hất kia này nó biết phun lửa luôn á Sam. Ui rồi xong mấy con rết của tôi rồi xong rồi, chết queo hết rồi à. Rết mấy con rết của tôi làm gì á, rồi rết xào xáo hiểu không? À, trời ơi mấy con rết của tôi bọn nó chết queo hết bạn ơi, nó xoay vòng tròn luôn rồi nè. Trời ơi anh chơi rết của tôi ơi, kiểu này là mình thua rồi. Ui nó phun lửa mày kìa Sam ơi. Đi vô, đi vô. Ui ui gấp vô. Không được rồi bạn ơi, con hất kia này nó quá nguy hiểm, nó biết phun lửa mà nó còn gọi là biết thông minh, nó vượt qua được những cái bẫy của bọn mình nữa. Kiểu này là không được rồi, tôi đành phải sử dụng đến cái bẫy cuối cùng thôi. Bây giờ mình sẽ bật mí cái bẫy cuối cùng cho bạn xem nha. Được rồi Sam ơi, đi theo tôi vô đây. Cái gì đây, cái tim không vậy? Chắc chắn là Sammy với mấy bạn đang rất là bất ngờ bởi vì cái bẫy này có quá nhiều trái tim ở đây đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì trời hôm ơi, nay Phong, sĩ sĩ của ông cậu tên Hucky gì mà có trái tim vậy? Đúng rồi, rồi, bà nói đúng rồi á, tôi sẽ tỏ tình Hucky. Cái gì kì vậy? Cậu bị điên hả? Thầy ơi, tự nhiên bây giờ chuyển qua yêu Hucky luôn hả? Không phải, Sammy không biết gì hết trơn á. Con Hucky này là con trai đúng không? Bây giờ tôi chỉ cần... Đây, Sam nhìn tôi nè, tôi sẽ biến hình cho Sam coi. Đây, 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 đây. Ui, gì hay vậy? Thấy hay không? Tôi là tôi biến thành Hucky nữ rồi nè. Bây giờ á, tôi nói Sam nghe nè. Sam hãy núp ở bên đây đi. Nè, Sam chui, Sam núp này hiểu không? Đó, tôi sẽ đứng ở ngoài đây. Tôi dụ con Hucky nó chạy vô, xong rồi tôi sẽ giả vờ là Hucky nữ không? Tôi kiểu gọi là đứng im hay không? Nó nhìn thấy tôi nó sẽ mời tôi, đó nó sẽ nhìn tôi. Thì trong lúc đang nhìn tôi á, ở trên thì tôi có để cái rương nè. Sammy hãy mở cái rương này ra. Ở trong đây tôi không có để cái hàng rào nè, với lại là mấy cái kiếm nè. Thì trong lúc nó đang gọi là nó đang gọi là xây mơi phong á thì Sam hãy xây cái hàng rào, Sam gọi là sao ta? Nhốt nó lại, hiểu không? Rồi sao nữa? Rồi sao lại cái kiếm mà chém Hucky hả? Bây giờ Sam cứ nhốt nó lại trước đi rồi mình tính sau, hiểu không? Rồi okay, được rồi. Hồi hộp quá bạn ơi, đây là lần đầu tiên mình tỏ tình Hucky luôn á. Trời ơi, đây là lần đầu tiên tỏ tình với yêu quái thì có. Ok được rồi, Sam núp nha. Ui nó vô kìa, Ôi rồi, đứng im mấy bạn, đứng im. Ôi trời ơi, sợ quá à. Ui ghê quá. Nó có phát hiện ông ra kìa. Nó nổi trái tim kìa, Sam ơi, nổi trái tim kìa, trời. Lại còn khóc kìa. Chào bạn nha. Mình là Hucky nữ. Hello bạn. Ơi sao mày hình như nó hung tôi sao vậy? Hình như nó hung tôi rồi sao, nó không ngửi xuống nó hung tôi rồi sao? Trời ơi. Nổi trái tim kìa. Tôi cũng thấy gớm quá. Trời tôi bắt ối quá Sam ơi, nhanh lên. Lấy cái hàng rào. Ôi ông làm sao chứ nó si bê ông đi ông hát. Ok ra, ok. Ủa vậy nó đẹp không? Đi. Bạn ơi, bạn là Hucky sao bạn đẹp trai quá vậy bạn? Trời ơi, nhanh lên chứ. Đúng rồi. Bạn đẹp trai quá. Tôi chưa từng thấy ai đẹp trai giống như bạn luôn á bạn ơi. Bạn có thể nào cho tôi làm quen được không? Vô đây đứng nè. Xin Facebook, xin Facebook. Đúng rồi, cho xin Facebook nha bạn nha, xin Facebook nha. Ơi, xuất ra cho nha. Con hất đi kia. Ngươi đã bị ta lừa rồi. Ok, từ tôi biến hình lại đó. Từ đây. Đây. Con hất đi kia. Ngươi làm sao mà vượt qua được sự thông minh của ta và Sammy? Ủa đang tức giận kìa Sam, dành thương quá à. Trời ơi là chê. Bị đốt rồi. Hất đi ơi. Để tôi tặng cho bạn cành hoa nha. Nè, cành hoa nè. Ủa trời ơi. Sao vẫn nổi trái tim vậy? Hình như thích tôi thiệt. Trời ơi, ghê quá. Ghê quá hả? Heo. Rồi. Lấy vũ khí, lấy vũ khí. Này, tôi có chuẩn bị vũ khí ở đây rồi. Đây, Sammy là cây kiếm. Cây kiếm màu xám siêu to khổng lồ. Nè đó. Ok. Trời ơi, đó. Kiếm miệng ngầu quá. Còn tôi. Tôi sẽ sử dụng cây rìu siêu to khổng lồ. Bây giờ hai đứa bọn mình sẽ cùng nhau băm con Hucky này ra thành gỏi cuốn luôn nha các bạn nha. Con Hucky kia. Ê, giờ muốn gì? Quýnh nó sao ơi? Quýnh nó. Ơi, tiêu diệt nó. Mày. Ê, đứng lại. Chạy kìa. Đúng rồi. Nó rơi ra ngoài kìa, Oh my god, quýnh nó. Mày, chạy kìa, nó chạy kìa. Nó chạy kìa, đuổi theo. Để
tụi tôi chặn đâu. Đâu lại mày ơi. Ui. Mày. Nó chết queo rồi bạn ơi. Trời ơi, quá là đơn giản luôn. Ok mấy bạn ơi, vậy là coi như hôm nay mình và Sammy bọn mình đã xây được cái nhà an toàn và tiêu diệt được con Husky này rồi. Mà mình thề với bạn ơi, con Husky này hơi bị nguy hiểm luôn các bạn. Nó vừa biết phun lửa mà nó còn thông minh nữa, mình hơi bị sợ luôn á các bạn. Nhưng mà không sao, dù gì thì mình và Sammy cũng đã tiêu diệt được nó rồi. Và bạn thấy video này như thế nào? Bạn có thấy thích cái video này và thích cái nhà an toàn của mình hay không? Thì nhớ hãy bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video này cũng rất là dài rồi và mình cũng đã tiêu diệt được con Husky này rồi. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Tạm biệt. Ok, không biết lần sau sẽ là quái vật. Ủa sao tặng hoa tôi sao? Ủa tôi tưởng bị tiêu diệt rồi. Chạy sao ơi? Chạy. Oh my god.